Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn ba loại đèn pin thường dùng trong thứ nhất là loại đèn pin dùng trong gia đình. Thường là những cái đèn này thì sử dụng trong quá trình là nhà chúng ta cúp điện hay là mình muốn sửa chữa một cái vật thể gì đó, những cái linh kiện gì đó trong gia đình của mình thì chúng ta sử dụng cái loại đèn pin này để làm công cụ là chợ sáng. Thì loại cái đèn pin gia đình này nó sẽ có hai cái viên pin đại này. Rồi, mình sẽ lắp hai cái viên pin đại này vào. Đây là cái đèn thì mình sẽ lắp vào. Rồi, nó rất là cứng. Rồi. Rồi. Đối với cái đèn pin này thì chúng ta sử dụng trong gia đình, sử dụng cái viên pin đại này sẽ rất là lâu hết pin và cái độ sáng của nó thì cũng khá là sáng. Rồi các bạn thấy nó sử dụng giúp chúng ta là trong quá trình là nhà chúng ta là hết cúp điện hay là muốn sửa những cái vật thể gì đó trong cái khúc khúc mà cái ánh sáng của đèn quang không có chiếu đến được thì chúng ta có thể là sử dụng cái đèn này gọi trực tiếp vào vật thể để chúng ta có thể là soi sáng thêm, giúp chúng ta tiện trong quá trình mà sửa chữa. Rồi cái đèn này thường dùng trong gia đình các bạn nha. Với công suất đèn rất là lớn, sử dụng 2 dây pin đại và nó sẽ rất là sáng. Rồi, mình bỏ viên cái đèn này xuống. Rồi cái đèn tiếp theo là các bạn sẽ thấy là cái đèn rất là nhỏ gọn. Đèn cầm tay, nó thường giống với một cái đèn của cảnh sát giao thông khi mà gọi chúng ta. Rồi bây giờ hiện tại thì mình sẽ nhấc cái viên pin này vào. Rồi. Dặn cái này. Dặn cái này lại. Rồi. Đối với cái đèn này hiện tại thì nó rất là nhỏ gọn, giúp chúng ta có thể là dễ dàng bỏ túi trong quá trình sử dụng. Cũng giống như là đi đường gì đó, đi vào một cái khu vực nào đó mà ánh sáng thiếu, giống như chúng ta đi thường xuyên vào buổi tối á, thì cái công dụng của đèn này nó rất là sáng. Đây, các bạn thấy cực kỳ sáng. Nó sẽ có 3 chế độ. Chế độ này là chế độ sáng tập trung. Rồi chế độ nháy thì các bạn sẽ gọi nháy liên tục. Rồi đây chế độ nháy. Rồi mình sẽ chọn cái chế độ là sáng tỏa ra. Cái này nó đang sáng liên tục tại một cái điểm thôi. Dặn cái đầu thì lúc này nó sẽ dặn sáng ra, các bạn thấy đi. Rồi nó sẽ sáng ra rất là nhiều. Dặn lại thì nó sẽ sáng một tập trung. Một tí thì mình sẽ test cho các bạn thấy những cái điểm sáng nó sáng cỡ nào so với những cái đèn này. Cái đèn thứ ba là cái đèn dành cho những cái dân phường. Đó, cái đèn này thì sẽ có cái pin gắn ở phía sau, đằng trước là 3 bóng chip. Đây, các bạn sẽ thấy đây là cái thông số cái sản phẩm. Đèn này của Trung Quốc nhưng cái bóng đèn thì thuộc về của Mỹ. 3T6, các bạn thấy thông số. Nó rất là sáng. Đây, bên trong thì nó sẽ có, phía sau thì nó sẽ có cái để là pin. Đây, các bạn tháo ra thì mỗi viên pin nó là tương ứng với là 4.000 mAh. Thời gian sử dụng cũng khá là lâu. Các bạn có thể là tháo một cái viên pin ra bất kỳ nó còn sáng, còn sáng được cái đèn. Tại vì cái đèn này nó mất nối tiếp. Mình mở lên cái nút bấm mở đây. Bạn thấy không? Sử dụng một cái viên. Phía sau khi bạn mở lên cái đèn này sẽ sáng lên. Nó cảnh báo cho người đi phía sau mình biết là có một cái người đang đi trước. Màu đỏ, sẽ dễ có nhìn. Rồi, đây là cái viên pin mắc nối tiếp nên bạn lấy một viên pin ra thì các bạn vẫn sử dụng được bình thường. Mình đậy lại. Rồi ở đây nó có một cái vị trí để chúng ta sạc. Và đây là cái bộ sạc của cái thiết bị này. Đây. Một cái cổng sạc tròn chúng ta gắm trực tiếp vào đây. Để cho sạc thôi. Đây. Sau đó là cắm cầu điện này vào. Để sẽ sạc. Rồi. Cái sản phẩm này thường là dành cho những cái dân phượt, người ta đội lên đầu, bóng này nó cực kỳ sáng. Sản phẩm này hiện tại chưa có bán ở Việt Nam các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn mua thì có thể liên hệ mình. Rồi, nó rất là sáng. Bây giờ hiện tại thì mình sẽ test cái độ sáng của ba cái sản phẩm này như thế nào cho các bạn thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ là đưa cái đèn này dùng cho trong gia đình. Ba bóng dùng trong gia đình các bạn nha. Rồi bạn thấy là cái độ sáng của nó. Rồi để mình tắt cái đèn. Rồi bây giờ mình đã tắt đèn rồi. Đây là cái độ sáng của cái đèn gia đình. Rồi các bạn sẽ thấy cái độ sáng nó
ở mức tương đối trung bình thôi chứ không phải là sáng quá. Rồi, đây rồi. Đây là cái độ sáng của sản phẩm. Rồi. Đây là cái đèn dùng trong gia đình. Tiếp theo đây các bạn sẽ thấy cái đèn. Thứ hai là cái đèn nhỏ gọn mình cầm tay. Cực sáng. Các bạn thấy không? Rất là sáng. Mình chuyển chế độ là sáng tập trung rồi. Đây là chế độ sáng bao quát. Góc rất là rộng. Rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy lên nóc nhà. Rồi. Rất là sáng. Rồi. Nó sẽ có những cái chế độ sáng khác nhau. Rồi. Tắt. Sáng yếu. Chớp liên tục. Sáng cực mạnh. Mình sẽ tụ nó lại cho các bạn thấy. Nó sẽ sáng tập trung ở một cái điểm. Tùy thuộc vào mức độ dạng của chúng ta. Cuối cùng nó sáng đúng một cái điểm. Và chúng ta sẽ thấy. Các bạn thấy. Nó sẽ rất là sáng. Sáng một điểm tập trung. Sẽ gọi qua rất là xa. Tới bên kia đường. Rồi các bạn sẽ thấy. Đây là chế độ sáng tập trung. Rồi chỉnh cái đèn này. Chế độ phóng to ra. Sáng bao quát. Rồi. Tiếp tục thì mình sẽ lấy một cái đèn phượt. Rồi, mở cái đèn phượt này lên. Rồi. Các bạn thấy thế nào? Quá sáng. Đây là chế độ sáng màu đỏ. Phía sau là khi các bạn mở lên thì nó sẽ có cái đèn báo hiệu rồi, màu đỏ. Đây là sáng, này là sáng diện, khoanh diện. Nó sẽ sáng một cái vùng. Mình sẽ soi thẳng qua đó dành cho chúng ta đi phượt. Các bạn đi buổi tối thì đối với cái đèn này nó sẽ rất là sáng, hỗ trợ chúng ta sáng rất là nhiều. Sáng hơn 3 độ sáng các bạn nha. Chế độ sáng chớp báo hiệu khi chúng ta cần cấp cứu. Sáng, vùng sáng rộng, vùng sáng tập trung. Rồi, bao gồm rộng và tập trung. Chế độ cấp cứu. Rồi, mình sẽ cầm ba cái sản phẩm lên, bật cung có độ sáng này các bạn sẽ thấy. Đây. Đèn này đèn sáng gia đình. Cũng khá là sáng. Đèn sáng gia đình. Đèn thứ hai. Đèn sử dụng cá nhân. Đây các bạn thấy nó sẽ thay đổi góc sáng như thế nào. Thứ ba nữa là đèn dành cho dân phượt. Rồi. Đối với ba cái đèn này thì đèn của dân phượt nó có sáng rất là sáng. Đây, các bạn sẽ thấy. Bốn chế độ. Rồi các bạn đấy thấy đây là ba cái vùng sáng của cái sản phẩm của mình vừa giới thiệu, đèn gia đình, đèn cá nhân, đèn dành cho dân đi phượt. Nó sẽ có những cái ánh sáng khác nhau còn tùy thuộc vào những cái sản phẩm mình đang chọn. Rồi mình sẽ tắt đi cái đèn này. Rồi, ánh sáng nó sẽ tập trung sang cái đèn này. Rồi mình tắt luôn cái đèn này. Ánh sáng nó sẽ tập trung sang cái đèn này. Rồi. Riêng cái đèn phượt thì các bạn sẽ thấy là nó sử dụng cái Twist T6, sản phẩm bóng đèn là của Mỹ các bạn nha. Ba bóng trên thị trường nó bán chỉ có một bóng thôi, nhưng cái riêng của dòng đèn của mình nó tới ba bóng nè. Rồi. Vậy là mình đã giới thiệu xong ba cái sản phẩm. Rồi cảm ơn các bạn đã xem.